Để ừ, luôn nha em Vẫn uh, ăn nha anh em ơi Hôm nay uh, cuối tuần vẫn uh, Bỏ 200 vào uh, Thử vận mai với uh, quay thú anh em ạ Mình thấy quay thú này và uh, Vào cũng dễ kiếm tiền anh em ạ Bỏ 200 vào không biết có may mắn không anh ạ Để xem còn việc có việc về... Rồi Mày quá anh em Quá hay nha Mình thấy thỏ với em này là nó hay về với nhau này nha đó, em này nó hay đi cặp lắm anh em nào chưa tải em bên linh tài mình để ở bên dưới phần mô tả nha anh em tại em bên đường link của mình sẽ được nhận cốt từ 20 đến 100 k nha Vẫn thọ em nhớ nhanh nha rồi phải thật lên một câu mấy cây chứ nha phải nhỉ sao nó về một câu được nhỉ Vẫn thọ em tiếp nha Em cẩn em tiếp Để xem quả này có lượm mà én này thọ nha nha Rồi én rồi nha Cũng được anh ạ Chạy vào cái thú này dễ chơi anh ơi Nhân 6 nhân 8 là Quá hay anh ạ Đấy, Hôm nay vào đây quất uh, Bài tay xem thế nào nhé nha Vẫn thọ em tiếp Cái à, cái này nó hay về nhiều lắm anh ạ rồi, thọ em nha Lượm tiếp um, 600k Quá nhẹ nhàng, quá ngọt ngào Chơi nhẹ nhàng thế thôi nha Thọ với này đâu Có khi nó về suốt luôn này nhỉ tiếp nha Có 200 luôn này Chơi lớn một lần xem nó thế nào anh nhỉ Rồi, thọ nha 200, quá nhẹ nhàng Thế thôi, chơi nhẹ nhàng thế thôi nha một cụ mốt nha Văn Thọ em tiếp đây nha Bắt khi nào nó đội cầu thôi anh em Quả này chắc phải thọ anh em Nó phải cầu 22 đấy Quả này không biết thọ về con còn gì Chuyện không nhé Quá ngọt ngào Cái này cầu này về Có lúc cũng khó có lúc cũng dễ anh em Có khi rất dễ bắt cầu nha anh em vẫn thọ em tiếp nha. khi nào nó về hết thôi anh ạ. không thọ thì còn gì adieu vãi chứ kìa nó nằm dự thọ với em và nó rớt vào mà và mập vàng với cay chứ kìa. vãi thật đấy buồn nhỉ vẫn thọ em nữa nha nha vãi thật đấy yeah. dữ này cái gì nhỉ thế mà nó còn rất được biết cái chứ anh em cho chúc anh em cuối tuần vui vẻ may mắn thắng lớn nha Đấy, quả này vẫn là đặt gấu thọ nhá ở gấu khỉ nhá từ bắt đầu hai à, xem nó có về không anh em rồi về khi đó nhá mấy hay quá hai cụ tứ nha lâu lâu bắt được quà... nhân tám cũng ok nhỉ rồi, có like rồi Bây giờ mới có chút like nha Like nha, vẫn gấu khí nha nha Vẫn gấu khí tiếp nha Rồi xong Về chính công rồi nha Like nha Về công mà, về công thì nó hay về với uh, bộ câu à nha Về công với bộ câu là nó hay về với nhau này quất cắm câu nha quả này không về cắm thì về bục câu chứ sao được anh em rồi lượng bồ câu đó nhá cụ sáu nha ok chưa 5 cụ 6 cụ sáu quá ngon này nhở chắc tay này nó mình chuồn em anh uh, cuối tuần là lượng thế rồi cuối tuần lượng thế rồi không nên uh, là quá nhỉ cất tay này nó mình chuồn nhá quả này về cắm này ngon rồi lượng cắm nhé nha chắc mình nhà nghị thôi nha mày, chục cù đấy nha, hãy đầu tư hai trăm bây giờ chốt lãi like. chục cù là quá ngon này nha, vầy. hãy cuối tuần đắp nhà thế là cũng ok kia nha mày, chào nhá